Là sao, là sao? Con kể lại đi. Là con chim nó làm sao? Gia Long Con kể lại chim đi. nó mẹ kêu mẹ xong ba kêu ba xong xong rồi mẹ nó kêu ba ơn xong rồi không có tài cái kêu ba mẹ đi vô kêu mẹ đi vô xong rồi kêu mẹ đi vô xong rồi kêu mẹ không biết. Hehehehe